Chuyển sang những thông tin của đời sống thể thao trong nước. Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Hải, câu lạc bộ bóng chuyền VTV Bình Điền đã đôn tay đập số 1 của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Thị Ngọc Hoa lên làm trợ lý huấn luyện viên. Ban lãnh đạo tin tưởng với kinh nghiệm của mình thì Ngọc Hoa hoàn toàn có thể đảm đương được công việc này. Bên cạnh đó, động thái thì cũng là ghi nhận những cống hiến của Ngọc Hoa cho câu lạc bộ, đồng thời đảm bảo tương lai cho vận động viên này sau khi giải nghệ. Như vậy là Ngọc Hoa sẽ vừa thi đấu vừa tham gia công tác huấn luyện, giống như một tay đập nổi tiếng khác là Phạm Thị Yến ở câu lạc bộ thông tin Liên Việt Postbank.